Vào tối qua tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức lễ phát động toàn dân phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ với chủ đề Ánh dương trong màn đêm, nhân kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ngày 4 tháng 10 và 22 năm ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy. Dự chương trình có Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và hơn 120 điển hình tiên tiến cùng với đại diện thân nhân của 34 gia đình liệt sĩ trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ toàn quốc. Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, thời gian tới, tình hình cháy nổ, sự cố, tai nạn có thể còn diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là tại các chung cư, nhà ở, nhiều căn hộ, nhà dân vừa để ở vừa kết hợp sản xuất kinh doanh dịch vụ, chợ, cơ sở tập trung đông người, đòi hỏi lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng các cấp các ngành phải tăng cường chủ động, chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản và rất khoa học đối với công tác này, tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong cả nước. Cần thường xuyên rà soát, kịp thời tham mưu sửa đổi, bổ sung hoàn thiện chính sách pháp luật về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đáp ứng yêu cầu của tình hình thực tiễn. Hết sức coi trọng công tác phòng ngừa, lấy phòng ngừa là chính, từ đó giảm số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra. Bảo đảm duy trì các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy cho từng cơ sở, từng khu dân cư, từng hộ gia đình. Đẩy mạnh công tác hướng dẫn và thông tin tuyên truyền, thường xuyên kiến thức pháp luật, tập huấn kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội đã gắn huy hiệu anh hùng lên lá cờ truyền thống và trao bằng anh hùng, cờ anh hùng tặng 3 tập thể, 1 cá nhân được vinh danh là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Bộ trưởng Công an Tô Lâm trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 12 tập thể và cá nhân trong và ngoài lực lượng công an nhân dân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đại tướng Tô Lâm trao bằng khen biểu dương và trao quà lưu niệm của Bộ Công an đối với các tổ chức, cá nhân, tập thể là điển hình tiên tiến trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.